Chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay chúng mình sẽ học về hàng đẳng thức đáng nhớ. Và mình có 7 hàng đẳng thức. Mình sẽ vào đẳng thức thứ nhất. Đẳng thức thứ nhất đó là bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình phương sẽ bằng A bình phương cộng 2AB và cộng B bình phương. Đây là bình phương của một tổng. Mình sang đẳng thức thứ hai, đó là A trừ B tất cả bình phương, thì ta gọi là bình phương của một hiệu sẽ bằng bên trên bình phương của một tổng thì đều là dấu cộng, dưới là bình phương của một hiệu thì ta thay dấu cộng thành dấu trừ các bạn nhé, sẽ bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Đấy là hàng đẳng thức thứ hai. Mình sang hàng đẳng thức thứ ba, hiệu của hai bình phương, hiệu của hai bình phương A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Hàng đẳng thức này rất dễ nhớ. Mình sang đẳng thức thứ bốn, thứ tư. Mình sang đẳng thức thứ tư, đó là lập phương của một tổng A cộng B tất cả lập phương và bằng A lập phương cộng 3A bình phương nhân với B cộng 3AB bình phương và cộng B lập phương. Đẳng thức này hơi khó nhớ một chút, các bạn chỉ khó luyện bài tập là sẽ nhớ thôi các bạn nhé. Mình sang đẳng thức thứ 5, đó là lập phương của một hiệu thì A trừ B tất cả lập phương sẽ bằng bên trên lập phương của một tổng thì đều là dấu cộng, bên dưới ta thay thành dấu trừ các bạn nhé. A trừ B tất cả lập phương sẽ bằng A lập phương trừ 3A bình phương B cộng 3AB bình phương và trừ B lập phương. Các bạn chỉ cần thay bên trên là dấu cộng thành dấu trừ. Mình sang đẳng thức thứ 6, A cộng A lập phương cộng B lập phương thì đây là tổng của hai lập phương thì sẽ bằng A lập phương cộng B lập phương sẽ bằng A cộng B và nhân với A bình phương trừ AB cộng B bình phương. Đây là hàng đẳng thức thứ 6, tổng của hai lập phương. Và đẳng thức cuối cùng đó là hiệu của hai lập phương. Hiệu của hai lập phương thì bên trên là tổng thì là dấu cộng, bên dưới là trừ. Thì mình đổi dấu cộng thành dấu trừ thì A lập phương trừ B lập phương sẽ bằng A trừ B nhân với A bình phương cộng AB và cộng B bình phương. Đây là 7 hàng đẳng thức cần ghi nhớ tọa của toán lớp 8 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa để cho dễ nhớ. Đẳng thức thứ nhất, A cộng B tất cả bình phương sẽ bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Đẳng thức thứ hai, A trừ B tất cả bình phương sẽ bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Đẳng thức thứ ba, A bình phương trừ B bình phương sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Đẳng thức thứ tư, A cộng B tất cả lập phương sẽ bằng A lập phương cộng 3A bình phương nhân với B cộng 3A nhân với B bình phương và cộng B lập phương. Đẳng thức thứ năm, A trừ B tất cả lập phương sẽ bằng A lập phương trừ 3A bình phương nhân với B cộng 3A nhân với B bình phương và trừ B lập phương. Đẳng thức thứ 6, A lập phương cộng B lập phương sẽ bằng A cộng B nhân với A cộng B nhân với A bình phương
trừ AB cộng B bình phương. Và đẳng thức cuối cùng đó là đẳng thức 7. A lập phương trừ B lập phương sẽ bằng A trừ B nhân với A bình phương cộng AB và cộng B bình phương. Và đây là những hàng đẳng thức đáng nhớ các bạn cần ghi nhớ nhé. Nếu mà các bạn không nhớ được, các bạn ngày 1, ngày 2 các bạn chưa thể nhớ được, các bạn hãy ghi vào một tờ giấy nhỏ, các bạn dán lên trước bàn học. Và hàng ngày khi ngẩng lên các bạn đều nhìn thấy cái hàng đẳng thức này. Thì dần dần cái đẳng thức này sẽ ở trong đầu các bạn, ở trong tiềm thức của các bạn. Các bạn không cần học thuộc mà vẫn ở trong đầu luôn. Và hôm nay video của mình xin dừng tại đây nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký cho mình nhé. Xin chào các bạn.